nàng như một đóa hồng phai, hương sắc theo hôm theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan nhặt lại từng cánh rụng rời. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã nói dùng nhàn tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau cánh hoa tàn. Dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn. Dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, nàng khóc cho chẳng còn lại chút hồn nhiên. Ánh mắt của nàng chất chứa muộn phiền, cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan hẹn nhau nơi cuối cuộc đời, sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời mà đời đâu như trong mơ, để lại bơ vơ nỗi đau mình em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau cánh hoa tàn. Dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, sương rơi lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn. Dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, nàng khóc cho mình. Vâng, vừa rồi các bác và anh em đang theo dõi một đoạn thể hiện bởi đôi loa BMB 2000. Vâng, BMB 2000 bãi Trung Quốc xịn. Và đây cũng là đơn đặt hàng của anh Nguyễn Đình Hải, anh ở Đắk Nông. Vâng, anh đã đặt cọc cho bên em 200.000 đồng. Và anh còn lại là thanh toán là 3.300.000 đồng nữa. Vâng, một đôi loa BMB 2000C, hàng Trung Quốc xịn, loa bãi các bác nhá. Giá chỉ có 3.500.000 đồng một em đang thanh lý. Vâng ạ, còn đang thanh lý và chỉ còn hai đôi cuối cùng. Các bác và anh em nhanh tay đặt hàng thì bọn em sẽ ưu tiên cho người nào đặt hàng đầu tiên. Với đôi loa BMB 2000C này bọn em sẽ không cần phải nói nhiều nữa. Vâng ạ, vừa rồi các bác và anh em đã theo dõi chất âm như vậy là có thể đánh giá được rồi. Và mọi chi tiết các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại hotline ở trên màn hình. Bọn em sẽ gửi hàng về tận nhà cho các bác với giá là 3.500.000 đồng thôi. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác.